Tháng 12 này, các con dân lậm siêu anh hùng đang cùng nhau ngóng chờ bộ phim chiếu rạp cuối cùng trong thể loại. Hãy cùng lặn xuống sâu trong đại dương, kinh qua 7 vương quốc dưới biển sâu, tìm hiểu cuộc chiến giữa Arthur Curry và Black Manta trong Aquaman phần 2 để có thêm chút kiến thức và giúp cho trải nghiệm xem phim của bạn được tốt hơn. Tentacles sẽ chia sẻ cho các bạn một chút thông tin về thế giới của Atlantis huyền bí này. Và trong video này, chúng mình sẽ giới hạn thông tin về thành phố dưới biển sâu chỉ trong vũ trụ DC. Vậy nên, các đồng chí Talokan hàng xóm nhà M xin phép được giấu nhẹm đi nhé. Chào mừng đã quay trở lại với Tentacles và bây giờ thì hãy bắt đầu thôi. Trước khi đi vào nội dung chính, hãy cùng chúng mình rẽ ngang một chút thám hiểm kho báu mà vị vua Atlantis vĩ đại để lại. Với bộ sưu tập mới nhất mang tên Atlantis tới từ thương hiệu Helios, lấy cảm hứng từ câu chuyện thần thoại về vua Aquaman hùng mạnh, sự huyền bí của đại dương sâu thẳm và cũng là nguồn cảm hứng để chúng mình sản xuất video này. Đây là sự dung hòa hoàn hảo cho những yếu tố đặc trưng nhất để cho ra đời các chế tác hoàn thiện tinh xảo, thể hiện đúng tinh thần bất diệt của một nhà thám hiểm như chúng ta đang được thấy. Mỗi sản phẩm trong bộ sưu tập Atlantis chính là đại diện của ý chí vượt qua sợ hãi, không màng đến hiểm nguy nơi đại dương tăm tối và khám phá những điều mới lạ mà con người chưa thể chạm tới. Bạn đã sẵn sàng cho chuyến hải trình vĩ đại lần này chưa? Link tham khảo cho sản phẩm đã được để dưới phần mô tả của video. Còn bây giờ, hãy cùng Tentacles chọn cho mình một bảo vật từ Atlantis và tiếp tục hành trình ngay bây giờ. Atlantis hay đế chế Atlantean là một nền văn minh thủy cung ẩn mình dưới phần phía bắc đại tây dương cách đây 65 triệu năm trước, lần đầu xuất hiện trong DC Comics trong Adventure Comics số 260. Kích thước ước chừng của Atlantis ngang với một lục địa và là một trong những nền văn minh có phép thuật sớm và tiên tiến bậc nhất trên trái đất. Công dân sinh sống tại đây là những sinh vật dưới nước, nửa người nửa cá hoặc những người có khả năng thích nghi sống trong môi trường dưới nước. Atlantis thường tuân theo chế độ quân chủ lập hiến, cha truyền con nối, đề cao dòng máu hoàng tộc, cũng giống như câu chuyện quen thuộc với các nền văn minh tân tiến. Sự phát triển tốc độ tên lửa về ma thuật và công nghệ của Atlantis để khiến quốc gia bí ẩn này trở thành một trong những vương quốc lâu đời và hùng mạnh nhất tồn tại trên trái đất. Song cũng khiến đế chế đại dương này nhanh chóng tiến tới suy tàn. Những cuộc xung đột liên quan đến kế thừa ngai vị đã đẩy cái tên Atlantis trở thành một bí ẩn với loài người. Quay về mốc khởi đầu, cư dân định cư đầu tiên tại Atlantis là một chủng tộc ngoài trái đất được gọi là Dran. Sau đó không lâu, vào khoảng vài thiên niên kỷ thì người Cherubim cũng tới trái đất và vô tình họ chọn Atlantis làm nơi trú ngụ. Cherubim nổi tiếng là giống loài du hành giữa các vũ trụ, duy trì nòi giống trên các vũ trụ khác và có xu hướng thống trị các cư dân bản địa tại hành tinh được lựa chọn. Nhưng vẫn chưa hết, cả Dran và Cherubim đều nhận ra ngoài họ còn có một chủng tộc du hành khác đến trái đất nhằm ăn chia chiếc bánh béo bở này trước cả họ, đó chính là loài Demonite. Nhận thấy thế chân vạc điển hình trong Tam Quốc là không ổn, người Cherubim quyết định liên minh với người Dran, cùng nhau chống lại Demonite. Cuộc chiến tranh kéo dài hàng thiên niên kỷ với phần thắng thuộc về phe liên minh. Tuy nhiên, lãnh chúa của Cherubim là Sutton nhận thấy Dran còn tệ hơn cả chủng loài Demonite. Dran ăn thịt và coi con người là đồ ăn yêu thích, có xu hướng tàn sát man dợ. Sutton quyết định phản đối tư tưởng của người Dran và nội chiến xảy ra tại Atlantis. Biết được điểm yếu của người Dran là ma thuật, Sutton cùng với ba vị pháp sư loài người của mình là Haroth, Azrum và Tapestry đã gài bẫy lên thủ lĩnh của Dran là Typhon bằng ma thuật, phong ấn trong kim tự tháp Atlantis, hy sinh mạng sống của mình để đẩy tên thủ lĩnh vào giấc ngủ ngàn thu. Mọi chuyện tưởng chừng như là dấu chấm hết của Dran, đánh dấu sự cai trị Atlantis của người Cherubim. Nhưng không, hàng ngàn năm sau, một trong ba vị pháp sư của Sutton là Haroth hèm khát sức mạnh mà chỉ có sự khai sáng của Dran mới có thể mang lại cho hắn. Kế hoạch hồi sinh Dran chính thức bắt đầu. Để hồi sinh được người Dran, Haroth cần tìm hai vật phẩm, một là Scroll of Displacement và hai là chiếc nhẫn của Sutton. Haroth nhanh chóng tìm thấy vật phẩm đầu tiên tại viện bảo tàng nhưng đã bị Azrum phát hiện và ngăn cản. Trùng hợp thay, người sở hữu chiếc nhẫn của Sutton là Jory cũng đang có mặt ở đó. Haroth cùng bè lũ thân tín đã chiến đấu với Azrum và Jory giành được chiến thắng. Có được hai vật phẩm, hắn ngay lập tức đánh thức bốn Dran đang trong giấc ngủ bao gồm Typhon, Hydra, Zed và Zentru. Hắn nói với Typhon rằng Hive và người Dran đã tuyệt chủng dưới bàn tay của người Cherubim. Typhon giận dữ, tuyên bố thề sẽ tiêu diệt toàn bộ người Cherubim trên trái đất. Cuộc đại chiến nổ ra, tổn thất từ cả hai bên là vô cùng lớn. Cuối cùng, Atlantis trở thành vương quốc vô chủ sau cuộc chiến giữa người Cherubim và Dran. Cho đến 145.000 năm trước thời điểm hiện tại, hai pháp sư quyền năng nhất của thế giới là Kakula và Magistra tìm đến và cai quản Atlantis. Kakula là một tín đồ của ánh sáng, người có khả năng kiểm soát được ma thuật trắng. Trong khi người ngang hàng duy nhất của anh ta, Magistra, là một đứa con của nghệ thuật hắc ám. Cả hai như cán cân trắng với đen, cùng nhau trị vì Atlantis. Mặc dù ma thuật là phương tiện quyền lực thống trị khắp lục địa, nhưng những trí thức mạnh mẽ của cư dân nơi đây đã bắt đầu nhận ra sự hưng thịnh của thứ gọi là khoa học. Trong khi phần còn lại của thế giới vẫn chưa được hưởng lợi từ những phát minh như bánh xe, thì họ đã phát triển những kỳ quan công nghệ vô cùng tiên tiến. Truyền thuyết kể rằng người Homo Magi thậm chí còn tìm cách kết hợp khoa học và phép thuật để tạo ra tàu vũ trụ đầu tiên trên thế giới. Con tàu này được cho là đã rời hành tinh trái đất khoảng 50.000 năm trước. Một số kẻ khác đã suy đoán rằng phi hành đoàn của chiếc tàu này có thể đã cư trú ở các thế giới khác nhau như Ran, Thanagar hay thậm chí là Krypton, quê hương của Superman. Nhiều thế kỷ trôi qua, Kakula và Magistra quyết định củng cố vị thế của họ bằng hồ nước. Sự kết hợp của họ đã tạo ra cặp song sinh là Gandanuth và Arian.
Vekakuha nhận nuôi Aryan, dạy cho cậu về ma thuật thuần túy. Matrisha chọn Gan để truyền bá về bản chất của tà ác. Hai đứa trẻ lớn lên theo hai hướng đi riêng biệt đều trở thành hai pháp sư vô cùng mạnh mẽ. Kế hoạch tưởng chừng như hoàn hảo của cả hai phe bỗng lại phá sản. Aryan và Gan không bù trừ cho nhau, họ trở thành kẻ thù của nhau. Và rồi cuộc chiến lại xảy ra. Aryan đánh bại người anh em của mình. Trong thời kỳ trị vì của Kagula và Matrisha, tồn tại một hội đồng pháp sư gọi là Silent School, những pháp sư tiến tới đỉnh cao của ma thuật. Thế nhưng, quá trình đó, họ đã vô tình đánh thức một Abyssal Demon do nguồn gốc sức mạnh của người Atlantis hay Homo Magi được cho là từ vương quốc mang tên Dark World. Họ đã thành công giam cầm nó lại trong chính tu viện của Silent School và câu chuyện về Abyssal Demon cũng dần bị lãng quên. Nhưng đó chưa phải là kết thúc của thứ gọi là Dark World. Quay trở lại với Aryan, sau khi đánh bại người anh song sinh của mình, anh bước lên với vai trò là người đứng đầu Atlantis. Aryan đã thỏa thuận với một nhà hảo tâm vô danh để giữ Atlantis luôn yên bình, kết hợp với những thứ được gọi là Earth Metal và công nghệ người Atlantis để phát triển cực đại tại nơi đây, thậm chí sử dụng phép thuật cổ xưa lõi trái đất để ngăn chặn các cuộc khủng hoảng xảy ra ở Atlantis. Bất chấp sự thịnh vượng của Atlantis, Aryan vẫn cảm thấy không đủ với những gì hiện tại. Aryan muốn biến Atlantis thành một nơi giống như thiên đường, một nơi có thể sánh ngang đến vùng đất của các vị thần. Ấn tượng với mục tiêu đầy tham vọng của Aryan, vị thần biển cả Poseidon chia sẻ bí mật về thứ gọi là Life Force, thứ có thể sử dụng để tiếp cận với các sự sống có trí tuệ khác trong vũ trụ. Nhờ vào Life Force, Aryan có thể gặp và trao đổi với các vị thần biển khác ở các hành tinh khác nhau. Điển hình là nhóm Triumvirate of Sea Gods, gồm bộ ba vị thần biển được tôn thờ của các hành tinh khác. Ghen tị và lo lắng vị thế của mình trước những vị thần ngoài kia, Poseidon đã thủ thỉ với Aryan rằng những người kia thực chất là những kẻ chinh phục tàn bạo và tiếp cận anh nhằm thôn tính Atlantis vào trái đất. Bị thuyết phục trước lời nói của Poseidon, Aryan đã sửa chữa Clarion, một thiết bị tận dụng Life Force để tiếp cận Triumvirate of Sea Gods thành một vũ khí để hạ gục họ. Từ lúc này, thứ được gọi là Life Force đã bị biến đổi thành Death Force, một tinh chất đối lập, trích xuất một phần năng lượng tối Tear of Extinction. Với năng lượng này, Aryan tiêu diệt những người mà anh đã tìm kiếm kết nối ngoài kia một cách đau đớn, đồng thời đầu độc bản thân bằng chính năng lượng của Tear of Extinction. Aryan dẫn tới lạc lối trong tâm trí, ám ảnh về sự suy vong của Atlantis. Anh thậm chí còn chiến đấu với Dr. Fate để giành quyền kiểm soát Blue Beetle Scarab, thứ mà Aryan cho rằng sẽ bảo vệ được Atlantis. Sau trận chiến điên cuồng đó, một phần linh hồn của Aryan bị phong ấn ở nơi sau này được gọi là cái tên El Paso, quê hương của Blue Beetle thế hệ thứ ba, Hemi Reyes. Với sự ra đi của Aryan, Atlantis nhanh chóng rơi vào hỗn loạn. Việc nghiên cứu và sử dụng ma thuật không có kiểm soát để tạo ra và đánh thức Abyssal Demon trong sâu thẳm. Dù bị giam cầm, thực thể này vẫn ảnh hưởng đến Atlantis. Nó đã tạo ra một nhóm người tha hóa có phép thuật hùng mạnh, được gọi là Coven of Thul. Mục đích của nhóm này được tạo ra nhằm bí mật chia rẽ con người Atlantis vì những ham muốn cá nhân của họ. Atlantis không còn đoàn kết, và giờ đây, vương quốc vĩ đại này bị chia thành 7 lãnh địa liên tục tranh chấp, đối đầu nhau một cách hỗn loạn. 7 lãnh địa bao gồm vương quốc Zebul, sau này được cai trị bởi nữ hoàng Mera, vương quốc Rãnh, nằm ở vùng Rãnh Mariana, nơi các sinh vật hung tợn ăn thịt đồng loại. Vương quốc Deserter, ẩn giấu trong sa mạc Sahara, nổi tiếng với nghề luyện kim. Vương quốc Brine, cư dân nơi đây có hình nửa người nửa giáp xác. Vương quốc Wright, bao gồm các cư dân nửa người nửa giải cá, và vương quốc Sea Light, với những người có khả năng phát quang, tóc xanh và khá thân thiện. Và rồi, Atlan xuất hiện, một trong những nhà lãnh đạo, một người cha, một người mang trong mình ký ức cởi mở với Aryan, đã đứng lên dập tan sự hỗn loạn này. Atlan muốn ngưng lại chiến tranh giữa 7 vương quốc, thiết lập ngoại giao, quan hệ tốt trong Atlantis. Atlan thành công và trở thành vị vua sau khi thống nhất lại sự vĩ đại của Atlantis. Lúc này, người anh song sinh Orin đệ nhất và vợ mình đã phản bội lại Atlan, cho rằng Aryan năm xưa đã sai lầm khi mở cửa với Atlantis, phản đối lại tư tưởng của vị vua hiện tại. Hắn giết hết những người ủng hộ Atlan nhằm lật đổ em trai mình. Đau buồn trước sự phản bội, Atlan bỏ đi khỏi vương quốc. Đến vương quốc Deserter, ông gặp một nhà giả kim bí ẩn, người giúp ông trong suốt một thập kỷ chế tạo ra 7 báu vật có sức mạnh đủ để lấy lại ngai vàng. Sau khi hoàn thành, nhà giả kim yêu cầu tiến công. Atlan không mảy may giết chết ân nhân và đồng minh duy nhất của mình, mang kho báu vừa có được tiến thẳng về vương quốc cũ. Với báu vật trên tay, Atlan tiêu diệt mọi kẻ ngáng đường một cách tàn nhẫn. Orin đệ nhất nhanh chóng ngã gục trong chính bàn tay của Atlan. Một lần nữa, Atlan lấy lại được sự cai trị. Trong cơn thịnh nộ và nỗi uất hận của mình, Atlan đã sử dụng báu vật mình có được, nhấn chìm vương quốc thân yêu của chính mình. Bằng sự xoay chuyển kỳ diệu của số phận, hay vì suy tàn sau cuộc phá hủy của Atlan, Atlantis và 6 phụ quốc vẫn tồn tại và cố gắng thay đổi để phát triển về mặt sinh học cũng như ma thuật để sinh sống trong môi trường mới. Trong suốt thời gian sinh sống dưới lòng đại dương, người Atlantis dần dần phát triển thái độ đầy thù địch với thế giới toàn thể nhân loại. Nhiều người cho rằng Atlantis là nền văn minh đầu tiên trên trái đất, và bây giờ họ phải chịu số phận sinh sống dưới đáy biển sâu, dẫn đến thế giới bề mặt nên bị hủy diệt. Một trong những sự kiện hiếm hoi và ngẫu nhiên nhất mà Atlantis và con người trên đất liền chung sống hòa bình với nhau là vào đầu thế kỷ 17, khi nữ hoàng cướp biển người Atlantis tàn nhẫn tên là Madame Langrock khai thác sức mạnh to lớn thông qua chiếc nhẫn ma thuật của mình nhằm cai trị một cách độc tài cả trên đất liền và biển cả. À quá mạnh để một trong hai bên có thể tự mình giải quyết được, gác lại cuộc xung đột bất tận giữa họ. Hai phe đối lập đã liên kết với nhau trong cuộc chiến tranh tổng lực nhằm giam cầm nữ hoàng và đội quân cướp biển của ả vào sâu trong tam giác quỷ Bermuda. Thế nhưng sau chiến tranh, hiệp định được ký kết ngày hôm đó nhanh chóng trở thành một phần lịch sử đã bị lãng quên. Sự căng thẳng lại tiếp diễn. Cho đến một ngày, một anh thanh niên trông hải đăng đơn độc có tên là Tom Curry, trái gió trở trời thế nào, quyết định ra khơi trong một ngày giông bão dữ dội. Thật ra, Tom là một người vô cùng tốt bụng, mặc mưa gió, anh vẫn quyết định lao ra khơi để cảnh báo cho một con tàu.
sức lực có hạn, không thể chiến thắng được thiên nhiên, Tom tưởng chừng như đã bỏ mạng tại vùng biển mênh mông. Mạng sống của anh thoát chết trong gang tấc khi một người phụ nữ cứu. Ngay lúc đó, cô gái đó chính là Atlanna, công chúa của người Atlantis, người đã rời bỏ vương quốc của mình để phản đối một cuộc hôn nhân sắp đặt. Duyên số sắp đặt tình yêu giữa họ, Atlanna đã ở lại ngọn hải đăng cùng với Tom. Cả hai có cho mình một người con trai tên là Arthur Curry, một người con lai đầu tiên giữa loài người và Atlantis. Atlanna sống hạnh phúc bên cạnh chồng và con trai cho đến một ngày cô nhận thức được nghĩa vụ, quyền thừa kế cũng như sự đe dọa cho chính Arthur bé bỏng của mình. Để tránh những rắc rối xảy ra với Thomas và Arthur, Atlanna quyết định bỏ đi. Cô trở về với đại dương, chấp nhận hôn lễ với chỉ huy Orvax, đô đốc hải quân của vương quốc Atlantis. Atlanna sinh hạ cho Orvax một vị vua tương lai là Ormarius. Thế nhưng Orvax Marius là một kẻ độc tài, bạo lực và ham hố quyền lực. Ông điều hành Atlantis với chế độ vô cùng hà khắc, liên tục gây chiến với bề mặt, truyền bá tư tưởng cho Orm về lòng thù địch với loài người, cũng như những chương trình tập luyện hà khắc ngay từ nhỏ. Orm lớn lên trong sự bạo lực, cực đoan và bài ngoại với tất cả những thứ bên ngoài Atlantis. Orvax thậm chí còn cử quân đội đi sát hại cả gia đình đã hứa hôn với mình để đến với Atlanna, khoe nó như một thành tích và mong muốn Atlanna phục tùng mình về điều đó. Không thể chấp nhận được sự tàn bạo của chồng, Atlanna tức giận, tự tay giết chết Orvax bằng chính ngọn giáo của hắn. Orm ngay sau đó đã có mặt vì không muốn xây đắp thêm sự thù địch tiêu cực trong con trai mình. Atlanna đã giấu đi việc mình sát hại Orvax và coi đó như là một tai nạn. Từ đó, cuộc sống tại Atlantis của Atlanna không còn nhiều ý nghĩa. Cô chờ đợi cho đến ngày lễ Maritunus của Orm, lễ trưởng thành của các hoàng thần Atlantis. Cô đã giả chết để thoát khỏi cuộc sống tại nơi đây. Trong buổi lễ, Atlanna được cho là đã chết do giàn pháo hoa chào mừng. Lễ Maritunus giờ đây cũng chính là lễ lên ngôi của Orm, King Orm. Một triều đại tiếp theo của Atlantis cho đến khi một chàng trai có bí danh Aquaman xuất hiện, làm thay đổi trật tự của Atlantis. Và trên đây là lịch sử tóm tắt về vương quốc Atlantis, một vùng đất đầy ma thuật hùng mạnh nhưng ẩn mình dưới dòng nước sâu, một Wakanda dưới nước của DC. Hy vọng sau video này, các bạn sẽ có cái nhìn thú vị hơn về thế giới biển sâu, từ đó trải nghiệm xem Aquaman phần 2 được tốt hơn. Và nếu thấy nội dung này vẫn còn thú vị thì chúng mình vẫn còn những khía cạnh khác rất hay muốn đưa đến cho các bạn về Atlantis. Hãy để lại comment ở bên dưới để tạo động lực cho chúng mình nhé. Còn bây giờ, Chandrakers xin chào và hẹn gặp lại.